chào các chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ làm về gia đình là số 1 phần 1 nha. Hôm trước mình làm phần 2 rồi, các bạn comment rất là nhiều là hãy làm phần 1 đi. Hôm nay mình sẽ làm luôn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thôi. Đầu tiên là cung Bạch Dương, không có ai hết, mình chưa tìm được đó. Tiếp theo là cung Kim Ngưu, cũng không có ai hết cả. Tiếp theo là cung Công Tử, có Thiên Nga và Yumi sinh ngày 20 tháng 6. Diệu Nhi sinh ngày 21 tháng 5. Đây, Diệu Hiền. Các bạn còn nhớ hai nhân vật này không? Diệu Hiền và Yumi đó. Diệu Hiền là một cô giáo rất là hậu đậu và hiền, thanh hiền mà. Còn Yumi là một cô gái rất là đẹp luôn, rất là thích Yumi luôn. Theo là Phương Cự Giải, có Phi Phụng vai bà bé Năm, sinh ngày 16 tháng 7. Wow, Phi Phụng là một bà nội trợ, rất là lười. Nhưng lần này thì là thường ở nhà chăm bo các bạn. Tiếp theo là Phương Sơ Tử, không có ai hết. Tiếp theo là cung Sử Nữ, có Diêm Tích sinh ngày 6 tháng 4. Và ta, nhân vật là gì? Mình nhớ nè. Đức Mẫn, đúng rồi, Đức Mẫn. Đức Mẫn là một học trò rất là dở. Đúng rồi, rất là dở, mê chơi, rất là thánh lộn. Nghiêm Tuấn Kiệt đóng vai Đức Mẫn trong gia đình số 1 và sinh ngày 6 tháng 9, thuộc cung Sử Nữ. Tiếp theo là Thiên Bình. Thiên Bình là có Bùi Anh Tú vai Kim Long, sinh ngày 3 tháng 10. Và Bùi Anh Tú là bạn của Đức Minh, rất là chơi thân với Đức Minh luôn, lúc nào cũng chơi với Đức Minh hết. Bùi Anh Tú. Cung Thiên Ít cũng không có ai nha. Tiếp theo là Nhân Mã, cũng không có ai luôn, mình chưa kiếm được. Và đây là cung Ma Kết nè. Ma Kết có Sam và Kim Chi, sinh ngày 4 tháng 1. Kim Chi là mình thích nhất là Kim Chi luôn á các bạn, chị nóng nhất là hay. Kim Chi là một cô nàng, có nhiều cái nàng sắp á, đẹp nè, đúng là thích khác hay sao đó. Cung Bảo Bình cũng không có ai hết. Và cuối cùng là cung Song Ngư, có Phát La vai Đức Minh sinh ngày 28 tháng 2. Các bạn ơi, ngoài ra có Tiến Lực vai Đức Hạnh mình chưa kiếm được, Thu Trang vai Hoàng Anh mình cũng chưa kiếm được, Việt Anh vai Đức Nghĩa mình cũng chưa kiếm được, Quang Tuấn vai Thầy Thể Dục mình cũng chưa kiếm được luôn. Bạn nào kiếm được hãy comment cho mình biết nha. Các bạn ơi, vậy là video của mình đến đây là hết rồi. Nếu các bạn sẽ hãy cho một cái like, share, subscribe trên kênh Mã Minh Channel nhé. Bye bye, hẹn gặp lại. Bye bye.